Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ ba ngày 9 tháng 10. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với thường trực các huyện thành ủy. Ghi nhanh hội thi cán bộ kiểm tra giỏi năm 2018. Câu lạc bộ thanh niên trồng cây ăn quả xã Tâm Đa, huyện Phù Cừ giúp nhiều thanh niên lập nghiệp làm giàu. Lưu ý chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây vụ đông. Anh Nguyễn Duy Trường ở thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ dày công sưu tầm những đồ xưa cũ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại trụ sở Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực các huyện ủy, thành ủy quý 3 năm 2018. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị thường trực, các huyện ủy, thành ủy đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác thu chi ngân sách, kết quả xây dựng nông thôn mới và công tác xây dựng hệ thống chính trị quý 3 năm 2018 và một số công tác quan trọng khác. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nêu bật một số kết quả phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh từ đầu năm đến nay, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ công tác các tháng cuối năm. Theo đó, các sở ngành địa phương tập trung các nội dung xây dựng và giữ gìn thương hiệu cam Hưng Yên nói riêng và các sản phẩm nông sản của tỉnh, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm nông sản, không mở rộng diện tích trồng nhãn, tập trung nâng cao chất lượng nhãn, quan tâm tới tiêu chí cảnh quan môi trường trong xây dựng nông thôn mới, xử lý nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới, quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư hoạt động, đặc biệt các nhà đầu tư có uy tín, tạo đột phá trong thu hút đầu tư trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu các cấp các ngành quyết liệt trong công tác thu ngân sách, kiểm tra các doanh nghiệp nợ đọng thuế, quản lý tốt nguồn thu, thu hồi đất các doanh nghiệp không hoạt động, quản lý việc chuyển đổi đất lúa sang trồng cây lâu năm đúng với quy hoạch, tập trung giải phóng mặt bằng dự án giao thông, quan tâm phát triển du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, chú ý làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, có giải pháp giảm tai nạn giao thông, để nhanh tiến độ thực hiện việc thực hiện sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ biểu dương những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và quá trình triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12. Đồng chí chỉ ra những hạn chế vướng mắc trong quá trình thực hiện, yêu cầu tập trung xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp quy mô lớn và ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng hàng hóa, tăng cường quyết liệt các nguồn thu vào ngân sách nhà nước, điều chỉnh chi ngân sách hợp lý với tình hình thực tế, tập trung tháo gỡ khó khăn, giải phóng mặt bằng và đề ra các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ. Trong thực hiện kế hoạch 93A, phải thống kê các vi phạm mới và tập trung xử lý triệt để các vi phạm. Đây là cơ sở để đánh giá kiểm điểm cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng cuối năm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thực hiện kế hoạch số 88 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thực hiện nghị quyết số 18 hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và chương trình hành động số 24 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thực hiện nghị quyết số 19 hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, phải thực hiện nghiêm túc, có lộ trình, chi tiết, gắn với sự sắp xếp lại tổ chức cán bộ. Bên cạnh đó, chuẩn bị tập trung cho công tác kiểm điểm cán bộ đảng viên cơ sở đảng cuối năm, đánh giá đúng thực tế. Đối với kế hoạch hợp nhất chi bộ thôn, khu phố, trưởng thôn, bí thư thôn và khu phố, thường trực huyện ủy, thành ủy phải có sự chỉ đạo trên nguyên tắc, nơi nào thuận lợi, đồng thuận cao thì làm trước. Nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2018. Hôm nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức hội thi Cán bộ kiểm tra giỏi tỉnh Hưng Yên năm 2018. Tới dự có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trần Quốc Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Hội thi cán bộ kiểm tra giỏi năm 2018 được Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện bài bản nghiêm túc từ cấp cơ sở.
hội thi cấp huyện, thành phố và đảng ủy trực thuộc tỉnh đã được tổ chức và hoàn thành xong từ tháng 8, thu hút đông đảo thí sinh là cán bộ kiểm tra đảng ủy các cấp tham gia. Qua đó đã lựa chọn 14 thí sinh tiêu biểu dự hội thi cấp tỉnh. Hội thi đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt và học tập, trao dồi nghiệp vụ, công tác kiểm tra, giám sát thiết thực, ý nghĩa đối với cán bộ kiểm tra cơ sở, đồng thời tuyên truyền sâu rộng cho cấp ủy đảng viên về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong đảng, từ đó thực hiện đúng các quy định của điều lệ đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Tham gia vào ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy thì trước hết bản thân mình phải xác định phải là một đảng viên gương mẫu, thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm và làm sao mà luôn luôn giữ cho mình trong sạch thì và thường xuyên phải học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để làm sao nâng cao cái kỹ năng nghiệp vụ cũng như là cái trình độ chuyên môn đáp ứng được cái chức năng nhiệm vụ mà mình được giao. Qua cái hội thi này thì bản thân rút được rất là nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là trong công tác, trong thực hiện nhiệm vụ của mình và làm sao để giúp cho cái công tác kiểm tra giám sát của đảng bộ huyện Khoái Châu ngày một làm tốt cái công tác giám sát kỷ luật đảng hơn nữa. Công tác kiểm tra giám sát có vị trí vai trò hết sức quan trọng nhằm thống nhất giữa lời nói và hành động và biến cái đường lối nghị quyết thành kết quả thực tiễn trong thực tế. Là người cán bộ ủy ban kiểm tra thì chúng tôi thiết nghĩ là cái quan trọng nhất là phải rèn luyện nâng cao cái bản lĩnh chính trị và bản lĩnh nghề nghiệp, rồi nâng cao cái phẩm chất năng lực, phương pháp tác phong công tác, làm tốt cái nghiệp vụ của mình và tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát của đảng. Tham gia hội thi có 14 thí sinh đã trải qua 3 phần thi, phần chào hỏi, phần thi kiến thức nghiệp vụ về các quy định, quy trình công tác kiểm tra giám sát của đảng và phần thi thuyết trình. Hầu hết các thí sinh đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, thể hiện sự tự tin, vận dụng những hiểu biết, kinh nghiệm trong quá trình công tác để liên hệ thực tiễn một cách sâu sắc, trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi và được ban giám khảo đánh giá cao. Kết thúc hội thi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ đã trao giải nhất cho thí sinh Đào Văn Tuấn, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ban tổ chức đã trao 2 giải nhì cho thí sinh Lê Ngọc Phúc, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hiệp Cường, huyện Kim Động và thí sinh Nguyễn Đức Cường, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ. Trao giải 3 cho thí sinh ở Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đồng Kết, huyện Khoái Châu, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty Điện lực Hưng Yên. Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 1945, 13 tháng 10 năm 2018, huyện Văn Lâm tổ chức gặp mặt đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng chí Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm dự buổi gặp mặt, tọa đàm đối thoại và chúc mừng các doanh nhân trên địa bàn. Đến nay, huyện cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đề ra. Với 1.300 doanh nghiệp đã và đang đóng vai trò chính trong đóng góp vào sự phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Năm 2017, doanh thu đạt trên 59.800 tỷ đồng, thu hút trên 37.000 lao động, trong đó có 66% lao động là người địa phương, góp phần an sinh xã hội trên địa bàn. Tập thể lãnh đạo huyện Văn Lâm đã biểu dương và tôn vinh các doanh nhân tiêu biểu, các doanh nghiệp và các cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi, đồng thời tổ chức tọa đàm đối thoại với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại. Sáng nay, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến luật hình sự năm 2015 cho 250 đại biểu là thành viên Hội đồng Phối hợp Phổ biến Pháp luật cấp tỉnh và cấp huyện, tổ trưởng tổ hòa giải viên các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự và chủ trì hội nghị. Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 được Quốc hội khóa 14 thông qua năm 2017. Bộ luật gồm 3 phần 26 chương với 426 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Bộ luật tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động, phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tội phạm thông qua hình phạt để răn đe, giáo dục phòng ngừa. Trong đó bổ sung sửa đổi các nội dung như nhiệm vụ bảo vệ quyền con người, mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt cảnh cáo, thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình, bổ sung quy định hạn chế áp dụng hình phạt tù, trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại, chính sách hình sự đối với người phạm tội từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi.
Ngày 8 tháng 10, đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã về huyện Văn Giang giám sát việc thu quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân theo nội dung quyết định 128 của Ủy ban Nhân dân tỉnh năm 2016. Tổng hợp của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Văn Giang, đến thời điểm này, nhân dân trong huyện tự nguyện đóng góp xây dựng quê hương với tổng giá trị gần 30 tỷ đồng, với 3 hình thức chủ yếu là ủng hộ tiền, công lao động và hiến đất vào xây dựng đường ngõ xóm, đường ta đồng để phục vụ sản xuất, tiêu thụ nông sản. Hiện nay, nhiều cụm dân cư tự bảo nhau quyên góp, tự thi công công trình, gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm soát số tiền nhân dân đóng góp có vượt trần quy định 10% của tổng đầu tư công trình theo quyết định số 128 hay không. Tuy nhiên, qua thực tế tại huyện Văn Giang, các khoản đóng góp này đều được sự đồng thuận của nhân dân, các thôn xóm, không xảy ra đơn thư khiếu kiện. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, câu lạc bộ thanh niên trồng cây ăn quả ở xã Tam Đa, huyện Phù Cử hoạt động hiệu quả, giúp cho nhiều thanh niên làm giàu trên chính đồng đất quê hương. Câu lạc bộ được thành lập từ năm 2015 với 50 thành viên là những người trẻ tuổi năng động sáng tạo tại địa phương. Nhận thấy đồng đất quê hương phù hợp trồng cây ăn quả, nhiều thanh niên trong câu lạc bộ đã mạnh dạn chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng vải và cam cho hiệu quả cao. Tiêu biểu là anh Trần Quang Vinh, Ngô Văn Định ở thôn Ngũ Phúc, anh Nguyễn Văn Mạnh ở thôn Tam Đa cho thu từ 200 đến 500 triệu đồng một năm. Câu lạc bộ đã trở thành nơi để các thành viên chia sẻ khoa học kỹ thuật cùng tìm đầu ra cho sản phẩm. Đến nay, câu lạc bộ đã thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Thắng Lợi, kết nối tiêu thụ sản phẩm với hệ thống siêu thị, nhà hàng trong cả nước. Do hiệu quả kinh tế đem lại cao, nên những năm gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã chú trọng đầu tư nuôi thả thủy sản với các con giống đạt năng suất chất lượng cao, có phần nâng cao thu nhập lên 220 triệu đồng một hectare. Ngoài 230 ha diện tích ao hồ đầm nuôi thả thủy sản, những năm gần đây, các hộ dân trên địa bàn phường Lam Sơn, xã Phú Cường đã mạnh dạn đầu tư nuôi 180 lồng cá trên sông. Ước sản lượng thủy sản năm 2018 đạt trên 1.300 tấn cá, tăng gần 4 tấn so với cùng kỳ năm 2017. Nhờ đưa vào nuôi thả các giống cá cho năng suất chất lượng cao được thị trường ưa chuộng như cá ba sa, cá lăng, cá chép, cá chấm, đã góp phần nâng cao thu nhập trên 1 hecta diện tích đạt 220 triệu đồng. Tại huyện Ân Thi, đang xuất hiện tình trạng người dân đốt rơm rạ trên đồng ruộng. Việc làm này vừa gây lãng phí, vừa ảnh hưởng đến môi trường và giao thông. Vào cuối buổi chiều khi rơm rạ đã khô, người dân phun thành từng đống rồi châm lửa đốt với mục đích lấy cho bón cho đồng ruộng vào mùa tiếp theo. Tuy nhiên, việc làm trên rất lãng phí bởi hiện nay một số cơ sở trong huyện đang có nhu cầu thu mua rơm khô với giá 200.000 đồng một tạ. Hơn nữa, các chất hữu cơ có trong rơm rạ do nhiệt độ cao sẽ biến thành chất vô cơ làm cho đồng ruộng bị khô, chai cứng. Phần cho chỉ còn lại rất ít chất phốt pho, kali, canxi, silic nên không giúp ích đáng kể cho cây trồng. Chưa kể đến hành vi đốt rơm rạ tùy tiện của người dân đã gây khói mù mịt, thời gian đốt lại diễn ra lúc trời nhá nhem tối, do đó làm ảnh hưởng đến tầm nhìn, khả năng quan sát của người điều khiển phương tiện. Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Mỹ đã thu được hơn 185 tỷ đồng từ bán đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Huyện Yên Mỹ có 10 xã tham gia bán đấu giá quyền sử dụng đất với tổng diện tích đạt gần 24.000 m2, được chia làm 3 đợt. Đợt 1, huyện Yên Mỹ thu về 88 tỷ đồng, đợt 2 thu được 64 tỷ đồng và đợt 3 là 32 tỷ đồng. Trong đó, xã Tân Lập bán đấu giá nhiều nhất với 40 suất thu về trên 48 tỷ đồng, xã Hoàn Long bán đấu giá 43 suất thu về hơn 39 tỷ đồng, xã Đồng Than bán đấu giá được 19 suất thu về hơn 22 tỷ đồng. Trung bình một suất có giá từ 400 triệu đồng cho đến gần 1,2 tỷ đồng. Xã Đồng Than và Tân Việt có giá bán bình quân cao nhất, ước đạt hơn 1 tỷ đồng một suất. Với niềm say mê, yêu thích những đồ gia dụng xưa cũ, những cuốn sách cổ, anh Nguyễn Duy Trường ở thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ đã cất công đi nhiều nơi tìm kiếm sưu tầm được nhiều kỷ vật xưa cũ trưng bày trong khuôn viên của gia đình, tạo thành một không gian trưng bày độc đáo. Trong khuôn viên căn nhà ngói ba gian được dựng lại theo phong cách Bắc Bộ,
các đồ gia dụng cũ như sập cụ, tủ chè, hoành phi, câu đối, cửa võng được anh Trường sắp xếp theo lối không gian xưa. Trong đó đôi câu đối có từ thời vua Tự Đức và chiếc đàn nguyệt hơn 100 năm tuổi được anh yêu thích nhất. Thanh niên hay là các bạn trẻ bây giờ thì hầu như là cũng không có nhiều người muốn đam mê hay là về tìm hiểu cái này. Nhưng mà riêng tôi thì cũng muốn là đau đáu là muốn lưu giữ lại để lưu truyền lại chứ không muốn để họ nó thất thoát đi được. Cũng rất nhiều là các cụ công, các bà hay là cả viện Hán Nôm họ cũng về họ cũng sưu tờ để xem những cái sách Hán Nôm, mấy cái bản khắc hay là những cái văn cúng cổ xưa có câu lại, tôi cũng rất nhiệt tình để chia sẻ và lưu truyền thôi chứ không có cái gì để mà giữ riêng của mình cả. Khoảng sân trước nhà được anh sắp đặt các loại chum vại, bắc dàn mướp, trồng vài cây chuối, tất cả tạo nên một không gian yên bình mang đậm phong cách làng quê xưa. Nhiều người cao tuổi trong làng thường đến đây tận hưởng không gian yên tĩnh để ôn lại những kỷ niệm xưa. Trường là có là một trong những cái lớp người trẻ như là có một cái tinh thần như gìn giữ lại cái nét cổ, làm cái khuôn viên khang trang và lịch sự như ngày hôm nay. Các cụ già như chúng tôi cũng rất thích, bởi vì là hiếm có những cái khuôn viên, cái không gian nó như thế này. Cũng bởi sự nặng lòng với những giá trị truyền thống, anh Trường đã tự học chữ Hán Nôm. Anh luyện tập hàng ngày, mỗi khi có khách tới chơi lại cao hứng viết vài chữ tặng khách. Có lẽ bởi vậy mà không gian này của anh còn thu hút nhiều bạn trẻ tới tham quan. Vâng, nhà em thì cũng gần đây ạ, và em thường hay sang đây chơi và xem anh viết chữ tham quan nhà. Em cảm thấy là rất thích thú và thấy đẹp, và em có mời những bạn bè qua đây để tham quan nhà anh. Với vốn sẵn có về chữ Hán Nôm, anh Trường đã sưu tập được gần 600 đầu sách cổ về nho học, y thuật, lý số và văn học cùng nhiều bản khắc sách. Các cuốn sách này chủ yếu có từ thời Lê và thời Nguyễn, trong đó có nhiều cuốn sách quý như Tam giáo chính độ, Địa lý Tầm Long, Tứ pháp, và đặc biệt nhất là bản Truyện Kiều có từ thời vua Thành Thái đã được giữ gìn rất cẩn thận. Qua thời gian cuộc sống nhiều đổi thay, những vật dụng hiện đại đã thay thế những đồ vật xưa cũ một thời. Những hiện vật này được xem như những sứ giả đã, đang và sẽ mang những thông điệp lịch sử, văn hóa, giáo dục cho thế hệ con cháu mai sau. Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10 và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên lần thứ 9, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2018-2023. Sáng ngày 8 tháng 10, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thao Nông dân tỉnh lần thứ 4 năm 2018. Sự hội thao có 10 đoàn đại diện cho hội viên nông dân đến từ 10 huyện thành phố với 192 vận động viên. Thi đấu là 3 môn bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông. Sau một ngày thi đấu sôi nổi, kết quả ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho Hội Nông dân huyện Kim Động, giải nhì cho Hội Nông dân huyện Yên Mỹ, giải ba cho Hội Nông dân huyện Văn Lâm. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao nhiều giải tập thể và cá nhân ở từng nội dung thi đấu. Mời quý vị và bà con đến với mục thông tin cùng nhà nông. Thưa quý vị và bà con, Trung tâm Khuyến nông tỉnh vừa tổ chức hội nghị tham quan mô hình ứng dụng công nghệ cao để trồng dưa vàng, dưa lưới, tỉnh Hưng Yên năm 2018. Mô hình được triển khai trồng tại xã Tiên Tiến, xã Tống Chân, huyện Phù Cừ, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ với tổng diện tích 3.000 m². Toàn bộ diện tích dưa được trồng trong nhà lưới và trồng trên giá thể. Sau hơn 2 tháng áp dụng các biện pháp kỹ thuật cho thấy, dưa lưới có thời gian sinh trưởng ngắn từ 80 đến 85 ngày được thu hoạch, dưa phát triển tốt, đạt năng suất cao, quả đồng đều. Mỗi năm trồng từ 2 đến 3 vụ và cho thu lãi từ 120 triệu đồng đến 180 triệu đồng trên 1.000 m². Vừa qua, Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực đổi mới hiệu quả hoạt động cho cán bộ quản lý hợp tác xã nông nghiệp năm 2018. Lớp tập huấn có 70 học viên là cán bộ quản lý, giám đốc của 35 hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Tham gia lớp tập huấn, các học viên đã được học các nội dung chính như bản chất hợp tác xã theo luật hợp tác xã năm 2012, những nội dung cơ bản về quản lý hợp tác xã, phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp, đánh giá hiệu quả của hợp tác xã nông nghiệp.
Tại lớp tập huấn, các học viên đã đưa ra các câu hỏi thảo luận như hợp tác xã kiểu mới khác với công ty cổ phần như thế nào, hợp tác xã kiểu mới khác với hộ nông dân như thế nào, các nguyên tắc hoạt động của hợp tác xã. Nhằm bảo vệ đàn vật nuôi vụ đông xuân và đặc biệt bảo vệ đàn lợn trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Hiện thành phố Hưng Yên đang triển khai tiêm phòng cho gần 100.000 liều vaccine phòng dịch tả, vaccine phòng tụ huyết trùng cho đàn lợn, gần 5.000 liều vaccine phòng bệnh tụ huyết trùng cho đàn châu bò. Bên cạnh đó, để công tác phòng dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất, ngoài tuyên truyền, người chăn nuôi nâng cao ý thức vệ sinh trong và ngoài khu vực chăn nuôi, bổ sung dưỡng chất trong khẩu phần ăn, trạm thú y thành phố đã triển khai phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi được gần 800.000 m2. Thưa quý vị và bà con, hiện đang là giai đoạn các địa phương tập trung vào trồng và chăm sóc cây rau màu vụ đông để cây sinh trưởng và phát triển tốt, đảm bảo chất lượng cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm. Mục thông tin cùng nhà nông kỳ này mời bà con cùng theo dõi hướng dẫn của ngành chuyên môn về kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây vụ đông. Đến thời điểm này, một số diện tích trồng cây vụ đông của tỉnh đã được trồng và đang bước vào giai đoạn chăm sóc. Để cây vụ đông sinh trưởng tốt và cho năng suất cao, bà con cần chú ý. Thời điểm mới trồng, thời tiết còn nhiều nắng nóng, cây dễ bị mất nước, nên bà con cần thường xuyên tưới nước, đảm bảo đủ ấm cho cây, nhanh bén rễ hồi xanh và sinh trưởng phát triển tốt. Nếu gặp mưa, cần khẩn trương tiêu thoát nước nhanh, tránh bị thối rễ. Nên tưới nước vào buổi sáng, khi cây ở giai đoạn cần nhiều nước thì nên tưới một lần một ngày. Tưới bằng nước sạch, không dùng nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý để tưới cho rau. Đối với cây rau ngắn ngày như cây rau ăn lá thì tưới phân nhanh tan kết hợp với phân chung vi lượng. Trước khi trồng thì nên sử dụng tăng cường cái việc sử dụng cái phân hữu cơ ủ mục hoặc là các cái chế phẩm sinh phân bón vi sinh. Khi ủ phân thì các bà con nông dân nên ủ với cùng với thành phần là vôi bột hoặc là các chế phẩm sinh học Chico Dagma như là cái Chico Plus và một số chế phẩm khác. Những các cái phân ủ này sẽ là rất tốt trong cái việc là ngoài việc cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây rau màu phát triển thì nó góp phần quan trọng trong việc là cải tạo môi trường đất và môi trường không khí. Nó làm tiêu diệt những các cái nguồn bệnh ở trong đất và đây là một cái cơ sở để giảm cái áp lực bệnh trong quá trình sản xuất. Do thời tiết vụ đông thường khắc nghiệt, mưa, sương muối, thậm chí rét đậm rét hại, để bảo vệ cây trồng, bà con nên làm vòm ni lông che sương muối và giữ ấm cho từng luống rau khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp 11 đến 13 độ C. Bên cạnh đó, bà con cần phun phòng kịp thời các loại thuốc trừ nấm bệnh. Bà con nông dân cần lưu ý khi mật độ sâu xuất hiện trên đồng ruộng với cái mật độ cao thì mới áp dụng giải pháp phòng trừ bằng các cái thuốc sinh học như là Kuruba, như là chế phẩm BT. Đây là những cái thuốc rất là an toàn cũng như là an toàn với môi trường, thiên địch ngoài đồng ruộng, góp phần quan trọng để tạo ra những sản phẩm sạch cho người tiêu dùng. Ngoài áp dụng các biện pháp trên, đối với các loại rau ăn lá và rau ăn quả, nên dùng các loại thuốc trừ sâu có nguồn gốc vi sinh hoặc sinh học. Dừng bón phân và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trước khi thu hoạch từ 7 đến 10 ngày. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Thời sự ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Huyện Văn Giang cần xử lý dứt điểm các vi phạm hành lang giao thông thủy lợi. Huyện Tiên Lữ chậm triển khai giải tỏa vi phạm theo kế hoạch 93A. Tình trạng vơi thóc trên đường 376 qua huyện Ân Thi, Tiên Lữ. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.